Chào các bạn đã quay trở lại với kênh nhà mình Vlog nha. Đây là nấm bào ngư xám, đây là đợt thứ hai rồi nè các bạn. Mà các bạn thấy cái tay nấm to không? Quá trời đẹp luôn, nó ra rất là nhiều luôn, ăn thoải mái luôn đó các bạn. Rồi chúng ta cùng nhà mình Vlog tìm hiểu cách trồng nấm bào ngư xám tại nhà nha các bạn. Cực kỳ đơn giản, dễ làm, dễ máu ăn nữa các bạn. Rồi chúng ta cùng trồng nấm nha các bạn nha. Đây là phôi nấm bào ngư các bạn, mới mua về các bạn. Thì nó chưa có kéo hết nấm, hết tơ các bạn ha. Cho nên là mình cứ để một góc nhà rồi đó, đợi khi nào cái tơ nó phủ kín đít như thế này, từ cái miệng này ha, mới xuống tới đây à, thì là nó kín cái đít này luôn á. À, thì bắt đầu mình mới mang chồng nha. Còn bây giờ nó vẫn còn đang kéo tơ thì mình cứ để yên vậy, không tưới nước, không làm gì cả, để yên là nó sẽ tự kéo tơ thôi. Đây các bạn, sau khi mình về mình để nơi thoáng mát khoảng bữa giờ được một tuần rồi các bạn, thì cái tơ nấm nó đã kéo tới đít rồi nè. Điều kiện báo cho mình biết là bịch phôi này nó đủ điều kiện để mình mang chồng rồi nha các bạn ha. Thì mình tận dụng một cái khoảng không nào đó ở trong nhà, với điều kiện là không có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào, thứ hai nữa là không có gió lùa ha, gió mạnh quá thì cái tay nấm nó cũng bị hư. Đây mình sẽ lấy một cái thùng xốp này ha, thùng xốp này là 4-5-60 nè các bạn. Mình chất nấm vào đây, thì đối với cái thùng xốp này á, thì sẽ chất được 9 cái bịch phôi như thế này nha các bạn. Mình sẽ cắt một cái đường ở trên này, mình là dùng biện pháp là mình tưới ở trên này thôi là được. Hey, một biện pháp mới nha các bạn nha. Đó, mình cắt một cái đường rãnh thế này nè, để khi mình tưới là mình chỉ tưới trên này thôi. Đó, là nước nó sẽ chảy xuống dưới. Đây các bạn, đây là nơi mình sẽ đặt cái phôi nấm. Đây là cái thông tầng của mình đó các bạn ha. Thì nó có ánh sáng rất là nhiều, nhưng mà nó không có ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Đó. Và đây là cái nơi mà để úp chén bát sau khi mình rửa nè. Cho nên nó rất là sạch sẽ các bạn. Rồi, đầu tiên là mình sẽ đặt em nó vào vị trí. Bước thứ hai là mình sẽ đặt những cái bịch phôi nấm vô nha. À, thì hấp dẫn rồi đó. Các bạn thấy nấm này đẹp ha, tơ nấm tới đít luôn, gọi là tơ tới đít. Tới đít, tới đít, tới đít. Thôi các bạn, những bịch phôi thì mình đã đưa vào trong cái vị trí đặt cố định của nó rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ tưới nước sốc nhiệt, rất là thuận tiện để mà mình tác chiến nó hàng ngày á. Mình tưới vàng các bạn ha. Giai đoạn mà mình sốc nhiệt nó đó các bạn, thì mình tưới thiệt là đẫm nha. Các bạn thấy nè, dễ dàng tương tác không? Chảy lên cái đầu nấm không? Không có vô được đâu em. Đó, điều kiện cần và có là mình tưới nước nhiều nhưng mà không bị ảnh hưởng tới cái sàn các bạn ha. Đó, ngay đây là ngay cái thoát nước luôn, nên là mình tưới bao nhiêu nó chảy hết dưới bao nhiêu, tức là ok. Giai đoạn sốc nhiệt là mình phải tưới thiệt là đậm để cho nó trung hòa cái nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài của cái phôi nấm á, nó giúp cho nấm nó sẽ mau phát triển. Sau khi mà mình đã sốc nhiệt em nấm này xong nha, mình tưới nước thiệt là đẫm rồi ha, sốc nhiệt em nấm này xong rồi, thì mình sẽ tiến hành là rút cái đầu bịch ra nghe các bạn. Đó, rút cái miếng mà người ta đẩy cái bịch này nè, rút cẩn thận, rút cho nó hết nha. Còn dính xíu nè, lấy ra luôn.
Rồi cứ lần lượt vậy các bạn rút hết mấy cái nắp đậy ra nha các bạn. Đây là các bạn, khi mình rút cái nắp đậy ra là các bạn thấy cái nấm ở trong không, cái trắng trắng không đó. Vài bữa nữa là nó sẽ ra cái tay nấm rất là bự ở chỗ này cho mình nha. Đây các bạn, sau khi mình đã sóc lạnh rồi, mình để vô xong rồi á, thì hàng ngày ha các bạn, hàng ngày thì các bạn cứ tưới một ngày 3 lần nha. Các bạn cứ đổ từ trên này thôi đó, mình đổ vô cái khe cái này của mình nè, thì nước nó sẽ chảy xuống từ từ xuống dưới từng cái bịch nấm này nè, các bạn thấy không đó, nó chảy sẽ xuống dưới và nó làm mát cho cái bịch nấm của mình. Như vậy là đủ độ ẩm để cho cái nấm mình nó phát triển sinh trưởng các bạn ha. Mình cải tiến cái vụ tưới này nó sẽ rất là dễ cho các bạn nha, không có tốn công phải phun xịt nó mất thời gian. Đó, nó chạy vậy đó, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Rồi cứ đợi nấm ra là mình sử dụng thôi. Sau 3 ngày mình gỡ nắp nè, bắt đầu các bạn thấy nấm nó đã ra nhiều không, quá trời trong cái miệng luôn nè. Ui phê, cái này chuẩn bị ra nè ha, này nãy chưa ra, còn cây này nữa nè, trời ơi phê không, đó quá trời luôn kìa, nhìn mấy không, đây cây này nữa nè, ui mẹ ơi một bịch luôn trời, cây này chưa có, cây này nó cũng sẵn bị, ui cây này nè, đó trời ơi quá trời chân nấm luôn kìa, này quả nó là một cái nấm vĩ đại luôn á. Này chưa có nè, chuẩn bị nó sẽ ra thôi, quá tuyệt vời. Đây các bạn ơi, quay trở lại với những cây nấm nhà mình nha, những tay nấm nè, từ sáng tới chiều thôi mà các bạn thấy không, nó phát triển kinh khủng chưa, sắp sửa có nấm ăn rồi nghe các bạn, một ngày nữa thôi là mình sẽ thu hoạch nó nha. Khi mà nấm nó đã ra như thế này rồi thì mình phải năng tưới nó nha, để giữ ẩm cho nó nha các bạn, một ngày tưới 4 lần đó, cho lúc nào cái bịch này nó cũng ẩm nè, như vậy thì nấm nó mới bự, thiệt là bự nha, ít tưới quá là tay nấm nó teo luôn đó, nó teo là mình teo luôn, không có nấm ăn đâu nha. Đây là lúc 11 giờ đêm nghe các bạn, nấm phát triển kinh khủng nha, nhanh quá các bạn ơi. Ôi sau 2 ngày thôi các bạn, ôi nó to đùng luôn rồi, cỡ này là mình thu hoạch thôi các bạn, như vậy là thu hoạch ăn rất là ngọt nè, thơm ngon giòn tan luôn nha. Còn cái em này là 2 ngày sau nữa nhé, anh sẽ đợi em nhé, hãy đến bên anh nhé. Đây thu hoạch cũng rất là dễ nha. Ủa cái nấm nó mềm lắm các bạn ơi, cầm nè, lắc qua lắc lại, lắc tới lắc tua lắc xuôi lắc ngược vậy nè, đó làm sao nó lấy ra nè, đẹp không, tiền tiền, ôi trời ơi đẹp lắm các bạn, đã mê tê mê luôn. Rồi cây bự nè, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, lắc tới lắc tua lắc xuôi lắc ngược nha. Ôi lắc em nè, lắc nhẹ, không phải cứng mà là mình dịu dàng nó đó, để lấy cái gốc nó ra hiểu không đó, lát mình vệ sinh cái miệng nó là xong. Đã lắm, ôi ôi ngon không, bào ngư xám đó các bạn, bào ngư xám nha, mình làm luôn 4 cây mình ăn nha các bạn nha, lắc qua lắc lại lắc tới lắc luôn lắc xuôi lắc ngược nè, lắc cho đều nha, lắc cho đều cho em nó lỏng cái chân ra đó, nó lỏng cái chân ra được cái này mình rút ụt đó nè, lấy ra được hết cái chân nữa nè. Ui đẹp tê mê, cái cứng quá, thấy chưa nó nhiều quá, nó ra tất cái đó nhưng mà nó cũng ra, ôi đẹp quá.
Ui, bốn cây này, bốn cây thôi nè các bạn. Đã không? Mê không? Bốn cây nha. Chặt. Sau khi mình thu hoạch xong các bạn, thì ở trong này nó còn số cái chân nấm nước rớt lại đó. Mình phải vệ sinh sạch cho nó ha. Vệ sinh nè, dễ lắm. Lấy cái muỗng cà phê này nè các bạn. Đó, cậy nó. Cậy nó. Cho ra hết nha. Là hết cái chân nấm này. Nè các bạn thấy cái chân nấm này không? Mình để cái chân nấm này lại á, thì nó sẽ bị hư cái bịch phôi của mình nha. Cho nên mình phải lấy hết nó ra. Nè. Trắng trắng này. Đó, đây nè. Hồi nãy mình giật cái nó còn rớt lại cái chân nấm này thấy không? Đó, vậy là hết rồi nè. Rồi hết rồi đó các bạn. Nè, sạch sẽ rồi nè. Đây, 4 tay nấm nha, là được 371 gram. Ồ, ghê không? Đủ gia đình làm một cái tô canh rồi đó các bạn nha. Đây các bạn, sau khi chúng ta đã vệ sinh cỏ nấm xong ha, thì chúng ta để một ngày sau cho cái phôi nấm ở đây nó khô cái miệng lại, nó không bị bệnh các bạn ha. Rồi sau đó là chúng ta lấy bông gòn rồi đó chúng ta đậy lại, hoặc là chúng ta có cái nắp gì nó chụp lại, còn mình dùng một cái nắp của chai nước suối các bạn, mình đậy lại cũng được nữa. Nói chung là mình tận dụng có gì mình xài của đó ha, sử dụng mọi phương tiện. Rồi đó, đậy lại thế này rồi chúng ta sẽ để không cần tưới trong vòng 5 tới 7 ngày. Rồi chúng ta mở nắp ra, sốc lạnh rồi mở nắp ra là chúng ta lại có nấm ăn tiếp. Rất là đơn giản nha. Mục đích của cái việc đậy nắp này lại là để làm gì? Tạo ra một cái nhiệt độ nóng ở trong cái phôi này nè, thì giúp cho cái nấm nó mau phát triển các bạn ha. Nếu ví dụ mình không đậy nắp thì vẫn được, nhưng mà cái nấm nó sẽ chậm hơn, nó phát triển chậm hơn. Còn khi mà mình đậy cái nắp này lại thì ở trong này nó tạo ra một cái nhiệt độ nóng, thì cái phôi nó sẽ sinh ra cái nấm rất là nhanh nha. Nhớ là khi mà mình đậy nắp xong rồi là các bạn để từ 5 tới 7 ngày không tưới nha. Để nơi thoáng mát thôi, giống như lúc mà mình mới mua về chưa trồng á. Rồi. Để vậy 5 tới 7 ngày sau chúng ta mở nắp ra thì chúng ta có nấm ăn. Chào các bạn. Cái là mình đã thu đợt một các bạn. Mình để đây một nơi khô ráo này ha, không tưới nước, đậy kín miệng nè. À, các bạn thấy không? Đây. Đây, hôm nay các bạn thấy cái đầu nấm nó trắng hết rồi chưa? Rồi, mình để vậy là được một tuần rồi đó các bạn. Bây giờ là bắt đầu mình sẽ xúc lạnh nó và mình cho nó ra nấm đợt 2 nha. Ok. Cho em nó vào khuôn nào. Rồi. Sau khi mà chất em nó vào nơi trồng rồi các bạn, bắt đầu mình sẽ sốc lạnh nó bằng cách tưới nước thiệt là nhiều ha. Tưới nước xong rồi các bạn mới rút cái nắp chụp này ra ha. 2 ngày sau là các bạn có nấm ăn. Ok, đợi mình nha. Rồi, mình sốc lạnh nó bằng cách là tưới nước nha các bạn. Tưới thiệt là nhiều nha. Cứ liên tục như nè. Đó, ở đây mình có cắt một cái đường rãnh thôi, các bạn cứ đổ lên trên cái đường rãnh này thôi. Sốc lạnh là để cho nó trung hòa cái nhiệt độ bên trong và bên ngoài cái thịt nấm nha các bạn. Thì khi như vậy thì cái nấm nó sẽ phát triển rất là nhanh nha. Tưới nhiều nha các bạn, tưới càng nhiều càng tốt nha. Trong giai đoạn sốc lạnh này tưới càng nhiều càng tốt. Rồi sau khi mình tưới nước để sốc nhiệt nó xong các bạn, bây giờ mình sẽ rút cái nắp ra nha. Đó, mang lấy hết nắp ra. Sau khi rút nắp ra thì các bạn không tưới nữa ha.
khoảng chừng một ngày sau các bạn mới tưới lại. Bởi vì cái thời giai đoạn này là cái giai đoạn mà cây nấm nó cần rất là nhiều cái oxy á, nó hút cái oxy vào các bạn, nên các bạn không cần tưới nữa, để cho cây nấm nó trao đổi không khí ha. Rồi sau đó một ngày sau các bạn, một đêm thôi, 12 tiếng đồng hồ thôi là các bạn tưới nó lại ha. Bây giờ mình làm buổi tối nè, sáng hôm sau mình tưới lại, một ngày mình tưới 3 tới 4 lần nha, để cho cây nấm nó đủ ẩm. Thì khi cây nấm nó đủ ẩm thì sẽ phát triển rất là nhanh nha các bạn, đừng để thiếu ẩm nha. Thiếu ẩm thì cây nấm nó sẽ không phát triển được nha các bạn. Rồi chúng ta đợi nấm đợt 2 ra mà ăn thôi các bạn. Ok nha các bạn, thì sắp sửa có nấm đợt 2 ăn rồi đây. Sau 2 ngày mở nút chai ra là nấm đã phát triển. Hằng ngày mình tưới cho nó ha, mình không tưới bằng cách kia thì mình lấy vòi xịt này mình xịt nó nha các bạn, xịt vòng vòng thế này nè. Đó, không xịt vô cái cỏ nấm là được nha, xịt vô giữa mấy cái bao này nè. Đó, xịt ướt cho nó đều, xịt nhiều càng nhiều càng tốt nha. Đây các bạn ơi, hôm nay nó ra quá trời nhiều nè. Đây là đợt 2 nha các bạn. Thì có cái em này nó lớn rồi nè ha. Đó, bây giờ bắt đầu mình hái em này nha. Còn mấy em này thì chiều mai là mình hái được rồi nè. Đó, đẹp ghê không? Đây là đợt 2 nha các bạn. Còn hai cái nữa chắc ngày mai nó ra đó. Đó, các bạn thấy đẹp ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hái cái này đây. Ôi trời, bự quá trời bự rồi. Nó ngập bích luôn cái cỏ luôn rồi trời. Lắc nè các bạn ơi, lắc nè, lắc lại, rút. Ôi siêu đẳng không. Ôi một cái nấm nè, các bạn thấy không, một cái nấm nha. Ơi mặt sau nó rất là sáng, nó có cái tơ này mềm đã lắm. Nấm bào ngư ăn ngon. Rồi mình nhắc lại quy trình nha các bạn. Sau khi mình hái cái tay nấm ra thì chúng ta sẽ vệ sinh cỏ nấm, lấy hết cái cùi nè má còn sót lại ha. Sau đó thì để cho nó khô thì một ngày sau chúng ta sẽ đậy nắp lại và để từ 5 tới 7 ngày rồi chúng ta sẽ làm là đợt 3 giống như đợt 2 kiểu này các bạn ha. Thì quy trình nó cứ lặp đi lặp lại như vậy á. Một cái bịch phôi nấm này nó có thể là nó sẽ cho mình được 8 đến 10 cái nấm kiểu này các bạn ha. Chúng ta sẽ ăn được 8 đến 10 lần. Đây các bạn thấy hấp dẫn nha. Rồi chúng ta cùng trồng nấm bào ngư xám ở nhà ăn nha các bạn. Rất dễ trồng nha, dễ trồng dễ ăn, đầy dinh dưỡng luôn. Rất nhiều dinh dưỡng nha các bạn. Tuyệt vời ông mặt trời. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video cách trồng nấm bào ngư xám tại nhà nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Các bạn yêu thương nhà mình Vlog hãy nhấn subscribe và chia sẻ giúp mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.